Trung Kiên Moto chào tất cả anh em nhá. Giờ vàng, cơ hội vàng cho anh em đây. Đây một khách bác mua nhà em. Lúc tối hôm qua em vừa đăng lên con xe Win biển 291457. Bác ấy chốt bác cọc cho em 5 triệu. Và sáng nay em có điện cho bác rồi, bác ơi, tất cả video rõ ràng là bây giờ chiều nay em ship nhé. Thế là từ sáng đến giờ đến trưa thì là mẹ của bác ấy bị tai biến. Nói thật anh em luôn, mẹ bác bị tai biến. Thì bác ấy có công việc gia đình đột xuất, bác không thể lấy xe được nữa. Thì bác ấy hẹn em con xe sau bác lấy sau. Và số tiền cọc này bác nói là nếu mà em cái đăng lên bán, nếu mà bác khách nào tử tế thì anh xin lại cọc. Còn nếu mà bác khách nào mà ok thì anh vẫn chấp nhận mất cọc. Và số tiền cọc này là tặng cho khách anh em nhé. Cho nên nếu anh em nào mà mua chiếc xe này là một công đôi việc anh em nhé. Anh em vừa được hưởng số tiền cọc của khách đấy. Còn quan điểm của em là em không lấy tiền khách cọc đâu anh em nhé. Tiền khách cọc em sẽ tặng cho bác khách nào mua sau của em. Nhưng bác nào mà theo dõi em là biết rồi nhá. Ví dụ bây giờ anh em nào mua chiếc xe này là được giá gốc này, trừ đi 5 triệu cọc của bác ấy anh em nhá. Em đăng video công khai lên tất cả đồ đạc, anh em có thể vào xem sau nhá. Đây là tin nhắn bác ấy gửi cho em anh em nhá. Đấy, em sẽ công khai tất cả tin nhắn và mong bác trai Phú Thọ. Đấy, em cũng công khai tin nhắn để bác biết là cái số tiền cọc của bác 5 triệu là em không ăn nhá. Em tặng lại khách sau này nhá. Em sẽ tặng lại bác khách nào mua chiếc xe này. Đấy, bác nào mua con biển 29 F5 này 1457 thì alo thật nhanh cho em nhé. Qua số hotline 0778 24 48 hoặc 0358 444 888. Hotline mới cũng là Zalo mới của em là 0354756789 anh em nhé. Đấy, và em ship tận nhà anh em, anh em đi thử kiểm tra với trả tiền. Ok, hiện tại em đang ở trên Hà Nội nhá. Nếu anh em nào mà mua chiếc xe này thì em sẽ ship về Hà Nội cho anh em luôn nhá. Ship trong chiều nay luôn. Quan điểm anh em là ship tận nhà anh em đi thử kiểm tra đúng em tả mới trả tiền. Đấy, sao em chịu trách nhiệm anh em nhé. Ok. Em giận được tiếng nổ cho anh em nghe, quên mất đấy. Để cho anh em cái tiếng nổ. Con này thì miễn bàn về máy nhá. Đấy, giận nhẹ mới nổ anh em này. Anh em yên tâm là con này nhá, giận nhẹ nổ từng tiếng. Đấy, nổ từng tiếng anh em nhá. Và nổ cả ngày không chết máy luôn. Bao giờ hết xăng thì thôi. Để cho anh em nghe lại này. Từng tiếng này. Từng tiếng này. Bịt lại này. Em thít nhá, không một tiếng động anh em nhá. Em thít luôn này, mở ra này. Đấy, nó thở từng tiếng luôn này. Này, đấy, nghe lại này. Đấy, nghe này. Đấy. Đấy. Đấy, anh em nhá. Này. Đấy. Đấy. Đấy, lổ từng tiếng. Máy rất giòn, rất đều. Nói chung là chỉ có trong livestream mới có giá này thôi anh em nhá. Sau 3 ngày không bán ra này nữa.